Để quay chụp nội thất đẹp thì đây là một số thiết bị mà mình sẽ ưu tiên sử dụng. Thứ nhất là về máy ảnh thì mình lựa chọn và sử dụng những chiếc máy ảnh có độ phân giải cao từ 24 megapixel trở lên. Ví dụ như ở đây giờ thì nó có độ phân giải là 30, hoặc là một số job mà cẩn thận hơn, quan trọng hơn và yêu cầu chất lượng cao hơn thì mình sẽ sử dụng là Sony R3. Tiếp về ống kính thì mình sẽ sử dụng 90%, đó là một ống kính góc rộng 16-35. Có một số job thì mình sẽ sử dụng cái ống kính rộng hơn và ít méo hơn, đó là ống kính 11-24L. Và 10% còn lại thì mình sẽ sử dụng 50, thì ống kính này mình thường sử dụng để chụp tele và cận cảnh một số chi tiết. Nó có cảm giác tiêu cự giống với mắt người nhìn nhất. Ngoài ra, có thi thoảng mình sẽ sử dụng thêm một ống kính tele nữa, đó là ống kính 100 macro. Mình sử dụng ống kính này vì nó có tiêu cự khá là tele, nó có tính năng thêm đó là macro, nó rất là nét và có thể chụp được cận cảnh một số cái chi tiết về nội thất nhỏ, mình có thể chụp cực kỳ sắc nét với chiếc ống kính này. Thiết bị tiếp theo phải sử dụng đó là phải có một cái chân máy, và cái chân máy ở đây thì mình đang dùng để cắm máy quay rồi. Mọi người có thể tìm một cái chân máy nhưng mà ưu tiên nó là nó có cái củ 360 độ và đặc biệt là nó phải chắc chắn một chút. Tiếp nữa đó là phải có flash giúp cho phim ánh sáng đều. Tiếp theo đó là các bạn nên sử dụng remote, thì hầu hết những chiếc máy này nó đều có những cái app có sẵn để chúng ta có thể điều khiển được ánh sáng và chúng ta ấn chụp được bằng trên điện thoại. Tại vì nó sẽ có một cái số cái góc mà nó đứng ở trong góc phòng thì mình đặt máy xong rồi mình không còn chỗ nào đứng nữa. Ngoài ra khi mà chụp kiến trúc thì tốc độ nó để xuống khá là thấp, nếu cầm tay thì nó sẽ rung, mà đặt chân máy xong rồi chúng ta lại ấn vào cái nút này nữa thì nó lại một lần nữa nó hơi bị rung. Thì để đảm bảo cái chất lượng ảnh nó cao nhất thì các bạn nên sử dụng cái remote. Và đó là một số cái thiết bị mà mình mang ra hiện trường để có thể có nhiều cái bức ảnh chất lượng tốt. Thực ra là mình sẽ mang thêm một cái loa Bluetooth nữa các bạn, tại vì mấy cái job này thường là chụp một cái căn nhà trống không, cứ lủi thả lủi thủi cái gì ấy. Thế nên là kiểu gì mình cũng sẽ cầm đi một cái loa Bluetooth xong rồi mình bật nhạc lên để chill cho nó phê. Ok, chúc các bạn có thật nhiều ảnh đẹp về kiến trúc nhá.